thầy bùa chữa bệnh bằng nhang nến nước cúng. Truy tìm nam thanh niên nghi giở trò đối bài với trẻ em trong nhà nghỉ. Bắt đối tượng bị truy nã vì đăng ảnh nhạy cảm của phụ nữ lên mạng. Thay vì xếp hàng, người dân có thể đăng ký mua vàng miếng SGC online. Cảm xúc thăng hoa trong đêm nhạc của Steve Barakat ở Kinh Thành Huế. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 6, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan chức năng địa phương đã phạt hành chính 45 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn M, 49 tuổi, ngụ thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung vì có hành vi sử dụng hình thức mê tín trong khám và chữa bệnh, cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động. Cụ thể, thời gian qua, Công an thị trấn Lai Vung phát hiện nhà ông M tụ tập đông người. Ngày 14 tháng 5, lực lượng chức năng đến kiểm tra bắt quả tang ông M đang chữa bệnh cho nhiều người bằng hình thức mê tín dị đoan. Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều nhang nến, nước suối, hoa tươi, dầu gió, thuốc tây. Sau khi xác minh, lãnh đạo công an thị trấn Lai Vung cho biết, khi có người đến chữa bệnh, ông M sẽ làm lễ vái lạy rồi đốt nến, dùng sáp nóng thoa lên chỗ đau của bệnh nhân. Tiếp đó, ông M cho bệnh nhân uống nước lấy từ bàn thờ xuống. Bước cuối, bệnh nhân được cho uống thuốc tây không rõ nguồn gốc. Trong quá trình chữa bệnh cho người dân, ông M cũng thực hiện các nghi thức vái lạy. Ông M chữa bệnh không lấy tiền, chỉ lấy hiện vật như nến, dầu gió từ bệnh nhân đưa đến. Xác minh nhiều người bệnh tìm đến ông M, công an không ghi nhận ai khỏi bệnh. Cá biệt có nhiều người đã đến chữa 5-7 lần nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Ngày 12 tháng 6, Công an thành phố Hà Nội phát thông báo truy tìm đối tượng có hành vi giở trò đồi bại với trẻ em trên địa bàn quận Thanh Xuân. Chi tiết vụ việc sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị ngay sau đây. Theo Công an thành phố Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đang điều tra vụ án hình sự giở trò đồi bại với trẻ em xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 8 năm 2022 đến ngày 27 tháng 2 năm 2023 tại nhà nghỉ trên địa bàn phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Trước đó, ngày 23 tháng 5 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giở trò đồi bại với trẻ em để điều tra làm rõ vụ án. Theo đó, Công an quận Thanh Xuân xác định đối tượng tình nghi có hành vi giở trò đồi bại với trẻ em tên là Hoàng. Hiện chưa rõ nhân thân lai lịch của đối tượng. Để phục vụ điều tra, Công an quận Thanh Xuân quyết định truy tìm đối tượng trên. Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân, cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định. Mới đây, vì đăng tải hình ảnh nhạy cảm của một người phụ nữ ở Bạc Liêu lên mạng xã hội, Nguyễn Văn Đặng bị công an khởi tố vì tội làm nhục người khác. Theo đó, đối tượng bỏ trốn và bị truy nã. Ngày 12 tháng 6, Công an huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu vừa bắt giữ Nguyễn Văn Đặng, 30 tuổi, ngụ huyện Phước Long, là đối tượng bị truy nã về hành vi xúc phạm danh dự người khác. Khoảng tháng 7 năm 2023, chị T, ngụ huyện Phước Long, phát hiện một Facebook đăng hình ảnh nhạy cảm của chị. Chị T trình báo vụ việc đến công an địa phương. Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Văn Đặng là người đã đăng hình ảnh nhạy cảm của chị T nên khởi tố bị can này. Đặng đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan công an ra quyết định truy nã. Sau gần một năm lần trốn, Đặng bị công an bắt khi đang ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây tại Hà Tĩnh, chồng đã dùng dao tấn công vợ tử vong. Được biết, chỉ vì cho rằng người vợ bán ngé mà không trao đổi hỏi ý kiến chồng, nên Mai Văn Hà đã dùng hung khí tấn công vợ nhiều lần khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngày 12 tháng 6, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại huyện Hương Khê khiến một người phụ nữ tử vong. Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 11 tháng 6, Mai Văn Hà, 56 tuổi, ngụ tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, đến nhà một người đàn ông cùng thôn uống rượu. Nhậu xong, Hà rời nhà hàng xóm, đến nhà người con trai ruột để trông cháu. Đến khoảng 23 giờ 45 phút cùng ngày, Hà trở về nhà thì biết vợ là bà TTH, 51 tuổi, bán con nghé của gia đình mà không bàn bạc, hỏi ý kiến chồng, nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Hà lấy cây dậy mồng có sẵn trong nhà, lại gần bà Hát đang ngồi trên giường, rồi tấn công bà Hát. Hậu quả, bà Hát tử vong tại chỗ. Gây án xong, Hà rời khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, công an huyện Hương Khê đến hiện trường để điều tra, truy xét nghi phạm theo dấu vết nóng. Đến 6 giờ sáng ngày 12 tháng 6, Hà đã đến cơ quan công an đầu thú. Hiện lực lượng chức năng đã thu thập tài liệu, chứng cứ để truy tố nghi phạm theo quy định. Nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Nghi vấn bị đuổi đánh khiến ba thanh niên tông vào giải phân cách tử vong. Mới đây trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ba người tử vong.
Liên quan đến vụ việc, Công an thành phố Hà Nội đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn này. Vào khoảng 1 giờ 15 phút ngày 12 tháng 6, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trước cửa số nhà 790, đường Láng, Đống Đa, Hà Nội khiến 3 thanh niên tử vong. Cụ thể vào thời điểm trên, các thanh niên này di chuyển với tốc độ cao đã tông vào giải phân cách. Hậu quả khiến 2 thanh niên tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng và không qua khỏi trong quá trình cấp cứu. Tuy nhiên, theo người dân sống tại khu vực, nghi vấn 3 nạn nhân này bị đuổi đánh khi đi xe máy, dẫn đến gặp tai nạn tử vong. Hiện Công an quận Đống Đa đang phối hợp Công an thành phố Hà Nội điều tra nguyên nhân tử vong của 3 thanh niên trên. Vừa qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Bắc Cạn thông tin, khoảng 18 giờ ngày 9 tháng 6, Trung tâm Y tế huyện Ba Bể nhận được thông tin từ trạm y tế xã Mỹ Phương về ca tử vong chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn, chưa rõ nguyên nhân. Được biết, 2 bà cháu có triệu chứng đau đầu, nôn rồi tử vong. Hiện 4 người khác trong gia đình xuất hiện triệu chứng tương tự. Người tử vong là bà HTD, 64 tuổi, ở thôn Nà Lầu, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể. Người nhà bà Đê kể, sáng cùng ngày, bà dậy ăn sáng bình thường, sau đó đi cắt cỏ. Thấy người mệt, rét lạnh, đau đầu nên về nhà uống 2 viên thuốc Seda. Thấy đỡ nên bà đi sang nhà chung của thôn, nhưng vẫn thấy khó chịu. Bà nhắn con gái đưa về nhà và đi bệnh viện. Trên đường đến viện, bà Đê bị nôn, tiêu chảy, được người nhà đưa vào Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông cấp cứu. Sau đó bà tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn. Bà Đê nhập viện trong tình trạng hôn mê, tím tái, nguy kịch. Đầu giờ chiều, gia đình xin đưa bệnh nhân về nhà. Trên đường về, bà Đê tử vong. Trước đó, DTV, sinh năm 2022, cháu ruột của bà Đê, cũng mệt mỏi, đau đầu, nôn, tiêu chảy, đã tử vong ngày 5 tháng 6. Ngoài 2 trường hợp tử vong trên, gia đình còn có 4 người khác xuất hiện triệu chứng đau đầu, mệt mỏi đang được điều trị. Qua điều tra ca bệnh và trao đổi với người nhà được biết, khoảng 1 tuần nay gia đình ăn uống bình thường, không ăn thức ăn lạ. Sáng mùng 10 tháng 6, đoàn công tác Sở Y tế Bắc Cạn làm việc với các đơn vị liên quan của huyện Ba Bể, lấy mẫu người mắc bệnh và những người trong gia đình kiểm tra. Sở Y tế tỉnh Bắc Cạn chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Bắc Nẵm và Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn giám sát chặt chẽ tình hình bệnh của những người trong gia đình đang ở xã Cổ Linh, huyện Bắc Nẵm và xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn. Sở chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tập trung xét nghiệm xác định nguyên nhân để có giải pháp phòng chống hiệu quả. Ngày 12 tháng 6, Đồn Biên phòng Phước Chỉ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết đã phối hợp cùng các lực lượng bắt giữ Tạ Nhạc Trương, 28 tuổi, thường trú quận Nan Di, thành phố Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc để điều tra hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Cụ thể, chiều 11 tháng 6, tại khu vực biên giới thuộc ấp Bình Cuối, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, tổ công tác Đồn Biên phòng Phước Chỉ phối hợp với đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện Tạ Nhạc Trương đang nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Tiến hành khám xét, các lực lượng phát hiện trong hành lý của Tạ Nhạc Trương có 3 điện thoại di động và 3 gói ni lông trọng lượng khoảng 300 gram. Bên trong có chứa tinh thể màu trắng, được cất giấu trong 2 hộp nước nho có nhãn hiệu nước ngoài. Khai với lực lượng bắt giữ, Tạ Nhạc Trương thừa nhận 3 gói ni lông trên là ma túy do Trương mua tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia với giá 2.000 đô la Mỹ. Tạ Nhạc Trương định mang theo số ma túy này vào thành phố Hồ Chí Minh để sử dụng thì bị bắt. Những ngày vừa qua, người dân đổ xô đi xếp hàng tại các ngân hàng từ sáng sớm để mua vàng SJC. Trước tình trạng này, các ngân hàng bắt đầu triển khai tiện ích đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến. Từ ngày 12 tháng 6, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Vietcombank bắt đầu triển khai đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến cho khách hàng ngay trên website. Khách hàng có thể đăng ký mua vàng miếng SJC theo địa điểm mong muốn và nhận được xác nhận lịch hẹn với thông tin về địa điểm, thời gian thực hiện thanh toán và giao nhận vàng miếng SJC mà không cần phải đến trực tiếp để xếp hàng và lấy số giao dịch. Với tiện ích này, khách hàng không mất thời gian xếp hàng chờ lấy số. Ngân hàng sử dụng thông tin đăng ký để thực hiện giao dịch bán vàng miếng SJC tại quầy nên tiết kiệm thời gian thu thập thông tin. Ngân hàng bảo mật toàn bộ thông tin đã được khách hàng nhập trên tiện ích đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến và chỉ sử dụng thông tin này cho giao dịch mua vàng miếng SJC khi khách hàng đến các điểm bán vàng miếng SJC của ngân hàng. Vietcombank lưu ý, từ ngày 12 tháng 6, Vietcombank chỉ cung cấp dịch vụ bán vàng miếng SJC cho khách hàng đã đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến trên website. Thời gian đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến từ 9 giờ đến 16 giờ. Việc thanh toán và giao nhận vàng tại điểm bán vàng miếng SJC của Vietcombank từ 13 giờ 30 đến 16 giờ. Sau khi đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến, khách hàng cần đến địa điểm giao dịch theo địa chỉ và khung giờ tại xác nhận lịch hẹn. Trường hợp quá giờ hẹn từ trên 30 phút mà khách hàng không đến giao dịch, Vietcombank sẽ hủy xác nhận lịch hẹn để phục vụ khách hàng tiếp theo.
Giá vàng là giá niêm yết tại thời điểm thực hiện thanh toán và giao nhận mua vàng miếng tại địa điểm của Vietcombank. Các ngân hàng còn lại cũng đang chuẩn bị cho việc triển khai đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến. Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Tổng Giám đốc Agribank cho biết, chậm nhất là sáng thứ Hai ngày 17 tháng 6, Agribank sẽ triển khai việc đăng ký mua vàng miếng trực tuyến qua website. Bà Phượng cũng cho biết, các bước thực hiện mua vàng miếng cũng sẽ tương tự tại Vietcombank. Trước đó, từ ngày 11 tháng 6, Agribank cũng đã mở thêm 2 điểm bán vàng miếng tại Hà Nội. Agribank sẽ sớm mở thêm 4 điểm bán vàng miếng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nâng tổng số các điểm bán vàng của nhà băng này lên thành 10 điểm. Trước hiện tượng một số đối tượng thuê người xếp hàng mua vàng miếng tại các ngân hàng nhà nước mới đây cũng đã gửi công văn đến Bộ Công an đề nghị phối hợp điều tra hành vi đầu cơ, trục lợi, thao túng thị trường. Ngân hàng nhà nước cũng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương phối hợp đảm bảo an ninh tại các địa điểm bán vàng của các ngân hàng thương mại nhà nước và công ty SJC, hạn chế tình trạng các đối tượng có dụng ý xấu thuê người xếp hàng mua gom vàng gây mất trật tự trị an. Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định 63 năm 2024 quy định việc thực hiện liên thông điện tử thủ tục hành chính, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Nghị định này quy định việc thực hiện liên thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất, hai nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử. Trách nhiệm của các bộ ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện hai nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử. Về quy trình thực hiện, việc nộp hồ sơ thuận lợi khi người yêu cầu chỉ cần truy cập vào cổng điện tử dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ dịchvucong.gov.vn hoặc trên ứng dụng VNEID, lựa chọn mục dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và lệ phí theo quy định. Trường hợp người yêu cầu chỉ lựa chọn thực hiện liên thông hai thủ tục hành chính, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú hoặc 3 thủ tục hành chính, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí hoặc 4 thủ tục hành chính, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất. Phần mềm dịch vụ công liên thông sẽ điều chỉnh nội dung tờ khai điện tử và giấy tờ phải đính kèm theo nội dung liên thông mà người yêu cầu đã lựa chọn để người yêu cầu thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến theo quy định. Về thời gian giải quyết, đối với nhóm thủ tục hành chính liên thông, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, không quá 3 ngày làm việc, kể từ khi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp phải xác minh thì không quá 5 ngày làm việc. Thời gian giải quyết đối với nhóm thủ tục hành chính liên thông, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng, tử tuất, giải quyết trợ cấp mai táng, tử tuất đối với nhóm người có công không quá 18 ngày làm việc, giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng đối với nhóm đối tượng bảo trợ xã hội không quá 6 ngày làm việc, và không quá 11 ngày làm việc đối với trường hợp đối tượng là người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp mai táng, trợ cấp tử tuất đối với đối tượng do ngành bảo hiểm xã hội giải quyết không quá 9 ngày làm việc. Việc trả kết quả thủ tục hành chính bản giấy tại bộ phận một cửa của các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo đề nghị của người yêu cầu hoặc bản điện tử được các hệ thống tự động gửi đến người yêu cầu qua kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên cổng dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNEID và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh. Hồ sơ thủ tục hành chính liên thông điện tử trên được tiếp nhận, giải quyết theo quy định tại Nghị định số 63/2024/NĐ-CP từ ngày 1/7/2024. Trong không gian lung linh kỳ ảo của hàng trăm chiếc đèn thủy tinh chiếu sáng vườn Thiệu Phường, Đại Nội Huế, nhà soạn nhạc, nghệ sĩ piano từng đoạt nhiều giải thưởng Steve Barakat đã có buổi công diễn đầu tiên tại Việt Nam trong chuyến lưu diễn vòng quay thế giới. Tối 11 tháng 6, trong không gian lung linh kỳ ảo của hàng trăm chiếc đèn thủy tinh chiếu sáng vườn Thiệu Phường, Đại Nội Huế, nhà soạn nhạc, nghệ sĩ piano từng đoạt nhiều giải thưởng Steve Barakat đã có buổi công diễn đầu tiên tại Việt Nam trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Neo Relit. Chương trình hòa nhạc diễn ra trong khuôn khổ Festival Huế năm 2024 là một phần trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Neo Relit nổi tiếng của Steve Barakat đã thu hút khán giả ở các thành phố lớn trên khắp châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ, bao gồm cả buổi ra mắt tại nhà hát Carnegie Hall. Whistler Strong, Rainbow Bridge, Flying, Devonia, Lullaby, quốc gia của UNICEF đã được phát sóng trên trạm vũ trụ quốc tế là những tác phẩm âm nhạc tinh hoa của nền piano thính phòng Canada, được nghệ sĩ Steve Barakat trình diễn tại chương trình. Trong không gian đẹp lộng lẫy, kỳ ảo của vườn Thiệu Phường, buổi hòa nhạc mê hoặc hàng trăm công chúng, khán giả.
suốt gần 45 phút của chương trình là những tiếng trầm trồ, người khen và tiếng vỗ tay không dứt mỗi khi anh kết thúc biểu diễn một tác phẩm của mình. Steve Barakat mong đợi buổi hòa nhạc đầu tiên của anh tại Việt Nam, đất nước mà âm nhạc của anh đã được gây tiếng vang với hàng triệu người nghe nhạc, với các tác phẩm như The Whistler Song, Rainbow Bridge và Flying. Steve Barakat chia sẻ anh rất háo hức được đến thăm những người bạn Việt Nam của mình và cống hiến một hành trình âm nhạc tại một địa điểm mang tính biểu tượng cho nền văn hóa phong phú của Việt Nam. Ngài Sean Steele, đại sứ Canada tại Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện rằng buổi hòa nhạc của nghệ sĩ Canada nổi tiếng thế giới tại Festival Huế mang đến cơ hội đặc biệt để xây dựng cầu nối và tôn vinh tình hữu nghị giữa hai nước thông qua ngôn ngữ âm nhạc toàn cầu. Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Neurolith World Tour đã thu hút được sự chú ý từ các phương tiện truyền thông lớn, bao gồm The New York Times, CNN, Euronews, Forbes Magazine và Beijing Review. Chuyến lưu diễn mang đến một hành trình âm nhạc tuyệt vời qua những sáng tạo được đánh giá cao nhất của Steve Barakat, bao gồm màn trình diễn piano đẳng cấp thế giới với một số sáng tác trong album mới nhất của anh, một trong những tác phẩm hay nhất từ các bản phát hành trước đó và một số bài quốc ca nổi tiếng nhất của anh, bao gồm cả bài quốc ca của UNICEF được công chiếu lần đầu từ trạm vũ trụ quốc tế vào năm 2009. Màn trình diễn trực tiếp đầy cảm xúc bài quốc ca của UNICEF do Barakat sáng tác là một trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng nhất của buổi hòa nhạc. Những thông tin này cũng đã khép lại chương trình phát sóng hàng ngày của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ kênh của chúng tôi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.